Trong tiếng Anh để nói tôi hoàn toàn đồng ý với điều gì, các bạn sử dụng câu nào nhỉ? Cùng học với cô nhé. Đầu tiên, từ đồng ý chúng ta sẽ sử dụng từ agree. Agree. Và sau từ agree chúng ta sử dụng giới từ with. Agree with. Agree with. Và bây giờ tôi muốn nói rằng tôi hoàn toàn đồng ý, các bạn sử dụng thêm cho cô phó từ completely. Completely. I completely agree with. I completely agree with mang nghĩa là tôi hoàn toàn đồng ý. Ví dụ, I completely agree with your ideas. I completely agree with your ideas. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh. I completely agree with his assessment. I completely agree with his assessment. Assessment mang nghĩa là đánh giá. Vậy tôi hoàn toàn đồng ý với đánh giá của anh ấy. I completely agree with his assessment. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng câu he completely agreed with my opinion. He completely agreed with my opinions.